Anh em được con gì chưa anh em? Trời hôm nay trăng sao đẹp quá anh em ạ. Anh em nhìn thấy trăng chưa? Đấy. Trăng này đánh dế run sướng lắm anh em. Đấy. Bên bàn trên tít trên kia của mình, người ta tiếng vạc của người ta kêu hẳn cả xuống đây. Sợ thật. Mình đang ở đây đợi đợi thằng Minh Đen ra mang cơm ra đây. Nó về ăn cơm được lâu phết rồi anh em. Đấy, Minh Đen nó ra này anh em ạ. Hôm nào cũng thế anh em ạ, một thằng ở đây đợi mà mình ở đây đợi cho nó về ăn cơm là nó mang ra, mình đỡ phải đi lại. Đằng nào không ăn. Gió hơi phải phay một chút anh em ạ, phải đẹp không này. Trăng hôm nay bắt đầu là hơi sáng sáng, trăng hơi sáng sáng anh em. Có thấy con gì dễ bay không? Quên không mua thuốc rồi. Đây còn vài điếu thôi. Cái tí là phải chạy vào mua này. Trên kia bấm trẻ con đi cho châu chấu dễ ruộng. Châu chấu á? Ừ. Thế là anh ấy thấy nhéo nhéo trên đấy. Tưởng là bọn nó đi chơi. Châu chấu á? Ừ. Nố đây à? Cho châu chấu cái dãy đúa kìa. Ui trời ơi. Này trăng sáng nhập nhỉ? Mới tội không có gió nhỉ? Tôi sẽ phải đâu. Cơm thôi anh em ạ, à. Lại cơm đồng đây. Bây giờ hơi phải phẩy một tí anh em, đằng này là có chớp này anh em này. Đây, nước đây này. Uống đi. Thôi. Cơm đồng thì thế này thôi anh em ạ. Thịt kho rau muống anh em ạ. Thịt kho rau muống thôi anh em. Ai làm cái thịt kho này đây? Thịt dừa anh em ạ, thịt kho dừa anh em này. Thịt lợn kho dừa anh em. Đấy, anh em thấy chưa? Đấy, ngọt phết đấy chứ đùa đâu. Đang đánh tối giờ chưa được con nào anh em ạ. Sẩm tối mình gỡ được 4-5 con đấy mà. Còn từ tối giờ đã được con nào đâu. Có cái xìa không mang xìa à? Có. Đi mua thuốc rồi, đêm không có cái hút đâu. Đi nữa đi mua. Mời tất cả anh em nhá. Ôi, cơm đồng anh em ạ. Có gì ăn đấy phải không nhỉ? Ăn cả miếng. Đâu không sao rồi đâu. Ăn sao rồi? Em sao đấy. Mày ăn sao? Dạ em sao? Đó, rất muốn ăn này. À. Đó, ăn cơm ngon thích anh em ạ. Gà tối bao nhiêu nhỉ? Vẫn không phải là xì. Mình không ăn được thịt mỡ anh em ạ. Sao chấu chấu là sao người ăn? Chấu á? Ừ. Chấu chấu bây giờ khó mà so chấu chấu nhỉ? Cho nhiều phết. Có người nhớ không? Có. Có người nhớ không? Ừ. Anh cứ thấy nó nhéo trên đấy. Chẳng làm gì. Mới đứa con thôi chấu.
của bé mình soi suốt nhỉ. Mình là sao nhiều hơn chúng nó ấy. Đốt cái nốt xe ấy, đi xoay 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 cóc nhỉ. Đúng không? Đốt cái nốt xe đi xoay cóc còn gì nhỉ? Sắp đi dầm trung thu nơi. Có cái bé dầm trung thu vui. Bây giờ lớn. Ăn nướng mà hả? Bây giờ anh em ở trong miền Nam đang dịch mạnh quá anh em ạ. Ngoài mình đây ở trên Hà Nội cũng có dịch anh em. Người ta cũng phong tỏa hết rồi. Đấy. Còn ở địa phương mình đây, ở xung quanh quận huyện của mình đây thì không có gì anh em. Thì vẫn kiểm soát được. Còn anh em ở trong miền Nam bây giờ đang ảnh hưởng dịch nặng ơi là nặng anh em. Anh em cố gắng lên nhá. Đấy. Qua đợt dịch này là lại trở về bình thường mà anh em. Đấy. Mình bỏ đấy cho anh đá vào đấy. Đâu? Đấy. Chờ tí ngồi xuống để nó quay lại, ngồi xuống nó quay lại luôn mà. Lửa nó hay vậy. Đang ung dung trên trời ạ. Tí lao vào hết đấy. Ung dung ạ. Quanh quẩn rồi. Lại ung dung ạ. Lại ung dung ạ. Lại ung dung trên trời. Đình hoạ. Rồi núp núp lép bột. Đâu hết rồi. Đâu hết trong ruộng rồi nhỉ. Hồn thế chứ. Đâu hết trong ruộng coi. Ê. Mấy con đấy? 5 con. Đang ung dung à, đứt xích hết. Đang ung dung trên trời. Ung dung trên trời à. Giá buổi sáng sáng sướng lắm anh em ạ. Lượn mới lờ. Quẩy đây em ấy. Vừa lại. Đấy. Ung dung đi. Ung dung đi. Ung dung đi. Ung dung. Đấy anh em này, tất cả hôm nay mình mang về một chập anh em ạ, mang về được hơn 20 con rồi, sáng sớm mang về được hơn 20 con để bán rồi anh em. Hôm nay chắc anh em cũng được nhiều rẽ hay sao ấy. Đấy, bảo buôn xuống lại xuống ra anh em ạ. Hôm nay anh em được nhiều rẽ hay sao ấy, buôn sáng sớm điện cho mình bảo là rẽ hôm nay xuống 2.000 một con anh em. Đấy, nên mình phải mang sớm cái loại cái giá mang sớm ít về tầm hơn 20 con về anh em ạ. Đâu, mình nôi ra cho anh em xem tí. Mình mang sớm tầm hơn 20 con về để bán trước để cái giá cao đấy. Đấy, cho con mình mẻ sau này về bán sau này anh em này. Đấy. Mình nôi ra bắt cho anh em xem tí. Đen đen. Đây này, mẻ lúc sáng này anh em ạ. Đấy, từ 6 giờ sáng đấy anh em. Đi đây, đi xong đây rồi. Nối lốt túi kia ra cho anh em xem. Đấy, hôm nay liều mạng quay phát. Đấy. Bắt mấy con ra cho anh em xem đi.
Đấy, buổi sáng nay đi gỡ mấy chập cho mình nhỉ? Ba chập à? Mới chập được mới chập được hơn chục con anh em ạ. Đấy, chập được hơn chục con anh em. Đấy, nó cứ túc tắc này thôi. Đây này, hôm qua mình đánh cả được 20 gà nữa anh em ạ. Đâu nhỉ? Đây nào? Đây. Qua mình đánh gà được 20 gà nữa anh em này, thấy chưa? Gà mái anh em ạ. Gà mái xanh. Đấy. Đồng này của mình cứ sáng ra thì mình nhìn thấy gà bay. Đấy, đánh thử gà mấy hôm anh em ạ. Đây này. Gà mái anh em nhá. Đấy, gà mái nhá. Đấy. Gà bây giờ nó đang thay lông anh em ạ. Đến dạo lứa con gà mái cũng như con gà trống hết. Đều là con gà màu lông vàng hết anh em ạ. Bắt được gà mái cũng như gà trống anh em. Màu nó màu vàng hết cơ mà. Đây này, anh em nhìn cầm nghe này. Đấy, nhiều anh em mà là mình sợ không dám bắt chim. Không phải là sợ anh em ạ, mà là hạn chế thôi anh em. Đấy, tại vì là bắt người ta soi mói đấy anh em. Soi mói với cả là YouTube, bây giờ luật YouTube nó khác hơn trước rồi nhiều anh em ạ. Đấy, bắt nhiều này là bắt nhiều chim mà cầm nhiều chim này nên người ta nhìn thấy. Đấy, săn bắt động vật trái phép ra thứ, săn bắt động vật trái phép ra thứ. Nên mình hạn chế thôi chứ không phải là không bắt anh em nhá. Đấy, thấy chưa? Bắt vài con này thì không ai nói gì đâu. Đấy, đúng không anh em? Đấy luôn, dễ run đầy anh em. Đấy, nếu mà sáng nay mình không cầm về bán 20-30 con thì chắc phải tầm hôm nay tất cả tính quay cho anh em phải tầm 60-70 con rồi anh em. Cái đợt này dễ run về, chẳng sáng này sướng lắm này anh em này. Đấy, bộ bỏ đi nhá. Đấy, miền Bắc với cả anh em Bắc miền Trung các thứ, miền Trung miền Nam các thứ. Miền Bắc với cả anh em miền Trung miền Nam các thứ là tuần tới này là mưa hết anh em nhá. Đấy, anh em miền Trung tuần này mưa này là được nhiều lắm đây này. Anh em Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh nữa. Tuần này nó bắt đầu mưa là vào mạnh. Đợt đúng rồi, trăng sáng dễ run nó về nhiều nữa anh em ạ. Đấy. Đợt này trăng sáng anh em thốt bạc luôn. Đấy. Hôm nay dễ run của mình là rẻ mất 2.000 một con anh em. Đấy. Xuống giá mất 2.000 một con đấy. Hôm qua mình nhập 29, hôm nay xuống 27 anh em ạ. Đấy. Vẫn đang ngồi dình đây nha. Vẫn có con nó bốc về liên tục mà. Đôi một. Tầm 3 đến 4 ngày nữa là bắt đầu là có đợt rẽ run về mạnh đầu tiên anh em ạ. Là lúc ấy thì mới có đàn vài ba chục được. Lúc ấy đánh mới sướng anh em ạ. Đánh sướng lắm. Đi nhìn đàn vài ba chục theo nó đạt đông đấy anh em. Nó theo con đầu đàn đấy anh em. Nhờ. Đúng rồi. Nó theo nó theo con đầu luôn. Theo con đầu đàn ấy, cứ con đầu đàn nào xuống là tất cả bọn nó sẽ là theo đàn, theo con đầu đàn nó nào hết xuống anh em ạ. Đấy, đánh những đàn rẽ đông đánh như thế nó mới sướng. Rẽ nó về mà. Đấy này anh em. Một hai con này là những mình bắt sảnh nhá mà. Đấy, nó cứ lượn đà đây thôi. Đấy anh em. Đấy. Nào cắm đầu vào lưới là chết. Nhức lốp rồi. Nhức lốp rồi đây anh em ạ. Dính bè muống rồi đấy. Lao thẳng một phát xuống bè muống luôn anh em. Đấy. Những con 1-2 con này về thì không tính là gì. Về là chết ngay mà anh em. Đấy. Gỡ mấy con chim vào bè muống cho anh em xem nhá. Đây này anh em này. Okay. Đây một con này anh em này. Đó, để dùng đấy anh em. Nhớ anh em hỏi mình là có đánh được bè muống không? Bè muống đánh được anh em ạ. Nhưng mà là ví dụ là đây. Bè muống mình vẫn đánh bình thường anh em nhé. Đấy. Chủ yếu là mình có lội được hay không vào hay không thôi anh em ạ. Đây này. Cái này của mình dính hai con này. Đấy. Tối con chim nó lượn trên trời nó thấy chỗ nào đen đen là nó xuống mà anh em. Đấy, chủ yếu là mình có lội được vào đi gỡ chim được hay không thôi. Còn bè muống sâu quá lúc lội thì cắm lưới nó vất vả, cả đi gỡ chim nó cũng vất vả anh em. Đấy.
cái dòng dễ run này anh em ạ. Bây giờ đang mát giờ nhà mà tự dưng nắng bổng lên một cái là lại kém hẳn luôn anh em. Ví dụ đang nắng như này mà lại mưa thì lại nhiều, cực nhiều luôn anh em ạ. Nó về quá nhiều luôn. Đang nắng mà lại mưa phát, đổi mưa đấy, mát rồi cái thì nó về nhiều lắm. Nhưng mà đang mưa là nắng cái là tịt luôn. Đấy. Là lại được ít hẳn luôn anh em. Các bè muốn cái này của mình lội thoải mái mà. Có mới ở cái chỗ thùng đào này anh em này. Đấy. Ở cái chỗ giữa đây lội thì đã ngập cả đầu đấy. Con này nữa. Tố mình cũng để một. Đây. Nói thì mình cũng để một loa chỗ bè muống này anh em này. Trung tâm chỗ bè muống này. Bây giờ là mặt trời đó. Hôm nay đang hừng hừng cái này anh em. Kia còn một con anh ạ, trên đường này. Con này lao từ bên bè muống sang anh em ạ. Đây này anh em này, chú bè muống này được 4 con anh em ạ. Đấy, 4 con này. 4 con này. Cụ này đang há hốc mồm thở anh em ạ. Đây này, cụ này há hốc mồm thở. Lóng quá. Há hốc mồm thở đấy anh em. Thôi về kia tháo ra cánh nhà con gì nó chết đấy anh em. Con này thì tháo cánh nhà nó chết đấy. Thế là họ há hốc mồm nó thở rồi. Chỗ đồng này của mình nhiều cá rô phết đấy anh em ạ. À bạn chiều mà mua mấy cái rô ra đây đánh rô anh em ạ. Máy về đây nhá. Anh đi nấu lại xem là có con nào. Con nào dậy về bờ nó bốc á. Này lặng sớm thế nhỉ. Bây giờ bắt đầu chuẩn bị nắng lắng lên rồi đấy anh em ạ. Đấy. Rẽ luôn về anh em. Đôi một anh em. Nó ham tiếng lắm, nó không đi đâu đâu anh em ạ. Nó cứ lượn nở mà, nó không vào nó lại lượn nở. Trưa mình tắt loa đi tầm 1-2 tiếng để chiều bật lại để cho nó bốc anh em nhé. Gọi cả ngày quá thì nó những cái con nó về nó sớm qua đấy nó ăn ở đồng nó quen tiếng chiều mình bật lên nó không bốc đâu anh em ạ. Nó tắt 1-2 tiếng nhìn được. Ôi đánh cố đấy chục con đứa này về. Vẫn mát mát giờ anh em ạ. Đấy. Thành quả cũng được ok anh em ạ. 2-3 túi ngon rồi. Tí đi về cầm luôn. Ôi lắng rồi anh em ạ. Rút đồ về đây. Anh em. Nếu được thêm có 1-2 con nữa thôi. Giờ về đây nha. Cái này cũng phải được tầm hơn 30 nữa anh em. Sáng bán hơn 20 con rồi đấy. Rẽ này lúc sáng sớm điện buôn điện về cho mình bảo xuống 2.000 một con đấy anh em. Nó cứ thấy mình được cái là nó lại báo xuống. Bố khỉ rồi. Buồn khôn lắm anh em. Cứ thấy anh em mình được cái là bắt đầu là cứ thấy nhiều một tí là bắt đầu là tự xuống ra anh em ạ. Đấy, xuống vô tội vạ. 1-2.000 một con. Rồi ra báo xuống. Báo xuống 2.000 không bán nhanh nếu mà không làm nhiều chim mới tầm 10 giờ lên báo có mà. Để xuống 4-5.000 đấy anh em ạ. Đấy.
mình buôn lần đấy chim của mình lâu năm rồi nên nó còn báo đấy. Để được con nào buổi tối thì mình bán luôn đấy thì còn được giá cao đấy, ví dụ là tầm 10 giờ mình bán đấy thì nó lại mỗi giờ là một giá. Đấy khổ lắm anh em ạ. Thôi như vậy nhá. Mỗi giờ một giá anh em. Đấy. Ví dụ 1-2 tiếng giảm mất, ví dụ 1-2 tiếng thụt mất 4-5 nghìn một con thì, nhưng mà anh em mình làm đồng. Lắng rồi lại thu lưới lên anh em ạ. Để chiều này ra đánh sớm. Bình xe đạp điện này của mình đánh được 4-5 ngày mới phải sạc anh em ạ. Đấy. Đánh 4-5 ngày mới phải sạc mà. Bình xe đạp điện cũ ấy anh em. Mình mua ở quán sửa xe đạp điện đấy. Bình người ta thải ra đấy, mua có 150.000 một cái thôi anh em. Đánh cái này ví dụ là ra đồng, đánh mang vác nó gọn nhẹ với cả là mất đỡ tiếc anh em. Anh em hôm nay lại trúng đậm rồi sao ấy, anh em gọi về cho mình thông báo liên tục này. Được không hả anh ơi? Các bạn vừa xem video của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ và ý kiến của bạn vào phần comment bên dưới. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè. Và đừng quên đăng ký để xem những video mới nhất. Xin chào!